đường này đường nhé trọng tấn. Trọng tấn là con đường lớn ở quận Tân Phú, nó giao giữa hai phường, phường Sơn Kỳ với phường Tây Thạnh. Giữa tay phải là Nguyễn Hữu Giật. Bay thường xuyên đi qua rất là ổn. Đây là trường Đại học Công nghiệp này, rất đông sinh viên. Đường Bùi Xuân Phái. Bên tay phải là đường Dương Đức Hiển, bên tay trái là đường Sơn Kỳ. Đi thẳng, ô tô phải dừng lại.
rồi đi qua đường Tây Thạnh. Đường Tây Thạnh đi thẳng ra Trường Chinh. Ở chỗ khu công nghiệp Tân Bình. Đường T6. Như Chí Hiếu. Đường 18 số. Đường kênh 19 tháng 5 này. Ra đường kênh 19 tháng 5. 15.000 một ký chuối già, 10.000 một ký, 10.000 một ký sói lọt. Đi qua cái cầu này. Đây. Tân Phú. Chẳng đi qua cái cầu ở quận khác. Sang quận Bình Tân. Đây là trọng tới là thuộc quận Bình Tân. Hai quận giao nhau bởi một cái cây cầu ấy. Con đường này giao giữa hai quận với cái cây cầu. Đây là trọng tới của Bình Tân.
đi tiếp là đường Nguyễn Thị Tú rồi.